Xem ngày tốt tháng 9 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, tốt cho mọi việc, động thổ, làm nhà, cưới hỏi, lập ban thờ, nhập trạch, bốc bát hương. Hoan hỷ đón chào quý khán giả của kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, việc chọn ngày tốt, tránh ngày xấu, từ để mọi việc được thuận lợi và may mắn đều là điều mà ai cũng mong muốn. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất trong tháng 9 âm lịch năm 2022 chuẩn nhất. Kiến thức này được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt tư vấn. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt của kênh chúng tôi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 9 âm lịch. 2. Những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 9 âm lịch. 3. Những ngày tốt cho việc gì, chi tiết cụ thể những việc cần làm trong ngày này. 4. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. 5. Tuổi nào dùng được ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Đó chính là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, tháng 9 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 dương lịch đến 24 tháng 10 dương lịch. Tháng 9 là tháng Canh Tuất, là tháng thiếu chỉ có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Nhâm Ngọ, ngày 29 là ngày Canh Tuất. Trong tháng 9 có hai tiết khí là Hàn Lộ và Xương Giáng. Bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 9 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất ở tháng 9 âm lịch. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 9 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên mà chúng ta cần loại bỏ là những ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 9 là những ngày ngọ, bao gồm các ngày mùng 1 là ngày Nhâm Ngọ, 13 là ngày Giáp Ngọ, 25 là ngày Bính Ngọ. Những ngày này ta kiêng kỵ tuyệt đối không làm việc gì. Ngày xấu thứ hai cần tránh là ngày Thọ Tử. Trong tháng 9 âm lịch, ngày Thọ Tử là những ngày Dần, bao gồm có 2 ngày, là ngày mùng 9 là Canh Dần và 21 là ngày Nhâm Dần. Hai ngày này cũng kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày sau thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Nguyệt Phá. Trong tháng 9, ngày Nguyệt Phá là những ngày Thìn, bao gồm có 2 ngày, ngày 11 là ngày Nhâm Thìn và ngày 23 là ngày Giáp Thìn. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa, không nên dùng cho việc gì khác. Ngày sau thứ tư cần phải loại bỏ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Trong tháng 9, ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày Tân Dậu và ngày Quý Dậu. Trong tháng 9 không có 2 ngày này. Ngày xấu thứ năm cần tránh đó là ngày Tam Nương. Ngày này chủ về sự đổ vỡ, phá hoại nên bạn cần phải tránh và kiêng kỵ mọi việc không làm. Trong tháng 9, ngày Tam Nương bao gồm những ngày sau. Ngày mùng 3 là ngày Giáp Thìn và ngày mùng 7 là ngày Mậu Tý. Ngày 13 là ngày Giáp Ngọ, ngày 18 là ngày Kỷ Hợi, ngày 22 ngày Quý Mão và cuối cùng là ngày 27 ngày Mậu Thân. Đó chính là 6 ngày Tam Nương cần tránh. Ngày sau thứ 6 cần kiêng kỵ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Ngày này kỵ mọi việc. Trong tháng 9, ngày Nguyệt Kỵ bao gồm những ngày sau. Ngày mùng 5 là ngày Bính Tuất, ngày 14 Ất Mùi và cuối cùng 23 Giáp Thìn. Ngày sau thứ 7 cần kiêng kỵ đó là ngày Con Nước. Trong tháng 9 âm lịch, ngày Con Nước là ngày mùng 3 và ngày Giáp Thân, là ngày 27 là ngày Mậu Thân, trùng với ngày Tam Nương. Ngày sau thứ 8 cần kiêng kỵ đó là ngày Dương Công Kỵ. Trong tháng 9 âm lịch, ngày Dương Công Kỵ là ngày 25 là ngày Bính Ngọ. Đó chính là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ vì những ngày này chủ về phá hoại và tan vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự việc và gây tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ 2. Tìm ngày tốt nhất trong tháng 9 âm lịch. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt nhất ở tháng 9 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để lựa chọn cho mình được những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất cứ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt ở tháng 9 âm lịch.
Thưa quý vị, tháng 9 âm lịch gồm có hai tiết khí là Hàn Lộ và Xương Giáng. Sau Hàn Lộ tam sát Đại Bắc, tiết Xương Giáng, Bạc Phương Hợi, Tý Sửu, Kỵ Tu, Tạo Động Thổ. Ngày đầu tiên ta xét là ngày Tuất trực kiến. Ngày mùng 5 Bính Tuất có Thiên, Nguyệt nhị đức, rất tốt cho việc, nhưng bị phạm vào ngày Nguyệt Kỵ nên không dùng được. Các ngày Tuất khác như là ngày 17 Mậu Tuất và ngày 29 Canh Tuất bất lợi, dùng thì bị tổn tài, bần cùng nên rất xấu. Vậy trong 3 ngày Tuất không có ngày nào là tốt. Ngày thứ hai ta xét đó là ngày Hợi. Ngày Hợi trực trừ, ngày Hợi có thiên thành, tốt. Ngày mùng 6 Đinh Hợi cực tốt nên khởi tạo, khai trương, gia thú, nhập trạch, xuất phát, hành động, động thổ, các việc đều đại cát. Làm ngày này thì con cháu hưng vượng, phú quý lâu dài. Ngày 18 Kỷ Hợi có hỏa tinh chỉ nên khởi tạo, gia thú thì tốt, nhưng ngày 18 bị phạm vào ngày Tam Nương nên cũng không dùng được. Như vậy trong hai ngày Hợi ta chỉ chọn được ngày mùng 6 là ngày Đinh Hợi, đây là ngày đại cát. Ngày thứ ba ta xét là ngày Tý. Ngày Tý trực mãn, trong ngày Tý có Huỳnh Sa, Thiên Phú. Ngày mùng 7 Mậu Tý và ngày 19 Canh Tý là ngày xấu, cũng thận trọng, không nên dùng. Hơn nữa lại bị phạm vào ngày Tam Nương nên không dùng thì tốt hơn. Như vậy trong tháng 9 năm 2022, những ngày Tý không có ngày nào tốt. Ngày thứ tư ta xét là ngày Sửu. Ngày Sửu trực bình bị phạm tiểu hồng sa, tuy có phước xanh nhưng là bị nguyệt kiến xung phá, lại thêm châu tước, câu giả nên bị chiêu quan tư, chia cắt lấn chiếm, mọi việc không lợi. Nếu chỉ làm việc nho nhỏ thì được nhiều phước xanh, có thể giúp đỡ hơn, nhưng cuối cùng cũng chẳng ra gì, tránh đi là hơn. Như vậy trong tháng 9, ngày Sửu không có ngày nào tốt. Tiếp theo ta xét đến ngày thứ năm, ngày Dần trực định. Ngày mùng 9 Canh Dần có các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, các cát tinh đồng chiếu nên sửa chữa, tạo tác, an táng hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hương công, động thổ thì đại cát. Chủ tấn tài sinh quý tử, hưng gia đạo, vượng lục xúc. Ngày 21 Nhâm Dần phạm Nguyệt Yểm, thọ tự thì không được giải là ngày xấu. Tuy ngày mùng 9 Canh Dần là ngày tốt, nhưng ngày Dần trong tháng 9 bị phạm ngày thọ tử, vậy nên không dùng được. Ngày thứ 6 chúng ta xét là ngày Mão. Ngày Mão trực chấp. Ngày mùng 10 Tân Mão có các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, các cát tinh đồng chiếu nên sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hương công, động thổ. Chủ về hương gia đạo, tấn tài, tăng nhân khẩu là ngày đại cát. Ngày 22 Quý Mão tuy dùng được thứ cát nhưng lại bị phạm vào ngày Tam Nương nên không dùng được. Như vậy ngày Mão thì có ngày mùng 10 Tân Mão dùng được thì đại cát. Ngày thứ 7 ta xét là ngày Thìn trực phá. Ngày 11 Nhâm Thìn cũng không tốt, ngày 23 Sát Thìn sát nhập tập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, rất xấu và không nên dùng. Nhưng do trong tháng 9 những ngày Thìn bị phạm nguyệt phá nên chúng ta kiêng kỵ không dùng. Tiếp theo ta xét đến ngày Tỵ trực nguy. Ngày 24 Ất Tỵ nên phát cỏ, an táng, hương công, tạo tác, gia thú, khai trương, lễ hỏi, rời chỗ ở, xuất hành, về nhà mới, chủ lợi cho con cháu, gia đạo hưng long, phát tài là ngày đại cát. Ngày 12 Quý Tỵ thì được thứ cát chỉ nên làm việc nhỏ, nhưng không có lợi về hôn nhân, rời chỗ ở, khai trương, xuất hành. Nếu làm những việc này thì bị thất bại, hung hiểm, nên cân nhắc tránh đi là hơn. Vậy nên những ngày Tỵ chúng ta cũng chỉ chọn được ngày 24 Ất Tỵ là ngày đại cát. Ngày thứ 9 chúng ta xét là ngày Ngọ. Ngày Ngọ trực hành có thiên hỷ. Ngày mùng 5 Bích Ngọ có thiên, nguyệt đức, lại thêm các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, các cát tinh đồng chiếu nên sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hương công, động thổ thì đại cát. Tất cả đều là phát tài, phú quý, thêm người, tôi tớ, người làm tự tìm đến, mưu sự thành tự mỹ mãn. Các ngày Ngọ khác, ngày 13 Giáp Ngọ và ngày mùng 1 Nhâm Ngọ thì dùng được thứ cát. Nhưng trong tháng 9, những ngày Ngọ là ngày sát chủ, kiêng kỵ mọi việc, vậy nên những ngày Ngọ ta cũng kiêng kỵ không chọn được ngày nào. Tiếp đến là ngày thứ 10 ta xét đến ngày Mùi trực thu. Ngày mùng 2 Quý Mùi nên đặt táng, gác đòn, rông được thứ cát, nhưng bị bất lợi cho việc khởi tạo, xuất hành, nhập trạch, an táng, khai trương, chủ về tổn hại, kho lẫm, gặp ôn dịch bệnh. Ngày 14 Ất Mùi bị phạm châu tước, câu giảo, dùng sẽ bị quan tư, thị phi, gia môn suy bại, tổn thân khẩu, bệnh tật triền miên, hơn nữa lại phạm ngày nguyệt kỵ, tốt nhất là không nên dùng. Ngày 26 Đinh Mùi cũng rất xấu. Như vậy trong ngày Mùi chỉ có thể dùng được ngày mùng 2 Quý Mùi được thứ cát. Ngày tiếp theo ta xét là ngày thứ 11, ngày Thân. Ngày Thân trực khai có thiên tặc.
Ngày 27 Mậu Thân có thiên xá nhưng bị phạm vào ngày Tam Nương nên không dùng được. Ngày mùng 3 Sắp Thân chính là lúc nước trong, lại có các cát tinh huyền la, tử đàn, tụ lộc, đái mã, các cát tinh đồng chiếu nên an táng, đóng hòm, xây kim tỉnh được tốt. Vì ngày này mặt trời lặn về phía Tây, ngũ hành vô khí, lại sau buổi chiều thu, không nên khởi tạo, hôn nhân, nhập trạch, khai trương. Chỉ có chôn cất là con cháu, nhà cửa phát đạt. Nhưng ngày này cũng bị phạm Tam Nương nên cũng không dùng được. Cuối cùng là ngày 15 Bính Thân, dùng thì được thứ cát. Như vậy trong ngày thân chúng ta chỉ có thể dùng được ngày 15 Bính Thân. Ngày cuối cùng ta xét là ngày Dậu. Ngày Dậu trực bế lúc này là khoảng giao mùa giữa thu và đông nên dễ bị sát thương. Ngày 28 Kỷ Dậu phạm cửu thổ quỷ không dùng được. Ngày mùng 4 Ất Dậu là ngày chôn cất. Ngày 16 Đinh Dậu có thể làm việc nhỏ. Đây là ngày ngũ hành vô khí, còn gọi là ngày bạo bại, thất bại thì thảm, áp sát rất nặng, không nên khởi tạo, hôn nhân, khai trương, nhập trạch. Dùng ngày này sẽ bị lạnh lùng rút lui, xấu. Những ngày Dậu chúng ta chỉ dùng được ngày mùng 4 là ngày Ất Dậu cho việc chôn cất thì được thứ cát. Như vậy chúng ta đã sử dụng đồng công trạch nhật tìm ra được những ngày tốt trong tháng 9 âm lịch, bao gồm những ngày sau. 1. Ngày mùng 6 Đinh Hợi cực tốt nên làm các việc khởi tạo, khai trương, giá thú, nhập trạch, xuất hành, động thổ, các việc đều đại cát. Ngày này kỵ những ngày tuổi Tỵ, tốt nhất cho những người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can nhâm, Bính và Đinh, trừ tuổi Đinh Tỵ 1977. 2. Là ngày mùng 10 Tân Mão nên làm các việc như sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hương công, động thổ, chủ về hương gia đạo, tấn tài, tăng nhân khẩu là ngày đại cát. Ngày này kỵ dùng cho những người tuổi Dậu, tốt nhất cho người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can Ất, Nhâm, Quý, trừ tuổi Ất Dậu 1945, 2005 và 3 Quý Mão 1963. 3 là ngày 24 Ất Tỵ nên phát cỏ, an táng, hương công, tạo tác, giá thú, khai trương, lễ hỏi, giới chỗ ở, xuất hành, về nhà mới, chủ lợi cho con cháu, gia đạo hưng long, phát tài là ngày đại cát. Ngày này không tốt cho những người tuổi Hợi nhưng tốt cho những người tuổi Thân, tuổi Dậu và tuổi Sửu. Những người có thiên can Bính, Nhâm và Quý trừ tuổi Quý Hợi 1983. 4. Ngày mùng 2 Quý Mùi nên đặt táng gác đòn sông được thứ cát, nhưng không nên làm các việc sau như khởi tạo, xuất hành, nhập trạch, an táng, khai trương, vì làm ngày này sẽ chủ về tổn hại kho lẫm, gặp ôn dịch bệnh. 5. Là ngày 15 Bính Thân dùng thì được thứ cát, ngày này những người tuổi Sửu không nên dùng vì bị xung phá, tốt nhất cho những người tuổi Ngọ, tuổi Hợi và tuổi Mão, đặc biệt tốt cho những người có thiên can là Giáp, Mậu, Canh. 6. Ngày mùng 4 Ất Dậu là ngày chôn cất. Không dùng cho việc gì khác, ngày này kỵ vào người tuổi Mão vì bị xung phá, tốt cho những người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu và những người có thiên can Tân, Bính, Đinh, trừ Tân Mão 1951, 2011 và Đinh Mão 1987. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý để tiến hành công việc được thuận lợi và may mắn. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.